Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm giá rẻ hướng Tây Bắc tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp, sát bên với phường 15 Tân Bình, một căn nhà đẹp chỉ có hơn 4 tỷ đồng thôi, với diện tích ngang 3m2, sâu vào 15m, thiết kế một trệt một lầu, có 3 phòng ngủ nha anh chị. Trệt một lầu và có phòng ngủ dưới tầng trệt luôn, dưới đất luôn. Căn nhà rất đẹp hướng Tây Bắc, giá giao bán chỉ có hơn 4 tỷ đồng một tí xíu thôi. Một căn nhà vô cùng đẹp, vô cùng sang, mặt tiền sẽ được full cát ánh vàng và chúng ta được trồng cây xanh ra phía ngoài. Căn nhà hướng Tây Bắc nha anh chị. Đường trước nhà thì rất là rộng, đường rộng tầm 5m, đường xe hơi xe tải ra vào và tránh nhà thoải mái nha. Phía trong thì xe hơi đậu la liệt. Đường thông nha anh chị, con đường hẻm một xẹt, đường thông. Xe hơi đậu la liệt ngoài đường. Đường rộng tầm 5m nha mọi người. Khu nhà hiện hữu lâu đời rồi. Đấy, nằm sát bên với chợ Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 Gò Vấp, sát với phường 15 Tân Bình. Và chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt 4 cánh bên ngoài, bên trong có cửa nhôm Simfa 4 cánh luôn. Bên trong đây sẽ là khu vực phòng khách. Phòng khách thì sẽ được tặng lại sofa, tặng tivi 65 inch. Trên thì có đèn chùm, trần thạch cao, đèn led và đèn dọi. Rất đẹp, rất sang, căn nhà bố trí full nội thất khoảng tầm 300 triệu đồng. Và giá bán của nhà mình chỉ có hơn 4 tỷ đồng thôi. Hơn 4 tỷ một tí xíu thôi nha. Vẫn còn thương lượng. Anh chị cô chú nào quan tâm đến siêu phẩm nhà đẹp, thiết kế rất là xinh xắn, rất là trẻ trung này, hãy gọi ngay về tới bên em Hưng. Đường xe hơi xe tải ra vào thoải mái nha. Bên ngoài này sẽ có một cái tủ giày dép nón bảo hiểm này. Căn nhà thiết kế rất là đẹp, ngang 3m2, sâu vào 15m. Anh chị cô chú đang xem video, hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và gọi ngay về tới em Hưng nha. Căn nhà rất đẹp, rất sang luôn nha anh chị. Nhà dài tới 15m, có phòng ngủ dưới tầng trệt. Và phía trong đây sẽ là không gian cầu thang. Cầu thang thì sẽ được ốp đá kim sa trắng, chạy đèn led, tay vịn gỗ sồi và lan can sẽ là sắt sơn đen. Bên này có cái lavabo rửa tay và gương led. Có nhà vệ sinh ở phía dưới gầm cầu thang luôn. Căn nhà hướng chính là hướng Tây Bắc nha. Và giá bán chỉ có 4 tỷ 850 triệu đồng thôi. Vẫn còn thương lượng nha anh chị. Phòng bếp thì được tặng lại bàn ăn 4 ghế, bộ tủ bếp của An Cường, tặng tủ lạnh Capper 2 ngăn. Rất đẳng cấp luôn, nhà nhỏ nhưng mà làm nội thất cực kỳ sang, cực kỳ đẹp nha anh chị. Nội thất rất đẹp, rất là đẳng cấp luôn nha. Tường bên này sẽ được ốp gạch và bố trí đèn chùm và đèn dọi, đèn led. Bếp rất là sang luôn nha, ốp đá trắng, toàn bộ là đá kim sa trắng rất đẹp. Sàn thì được ốp gạch Ấn Độ, gạch 80 toàn bộ nha, gạch 80 giá đá toàn bộ luôn. Phòng ngủ dưới tầng trệt thì được bố trí giường 1m8, kèm với tủ quần áo, máy lạnh Capper và quạt trần có giếng trời phía trên. Phòng khá là rộng rãi, khá là thoáng, nhà dài tới 15m nha anh chị. Căn nhà mình thì với giá bán 4 tỷ 850 thôi, hẻm xe hơi trước nhà nha. Anh chị nào quan tâm đến những căn nhà hẻm xe hơi tại trục đường chính Phạm Văn Bạch sát với phường 15 Tân Bình, hãy alo ngay về tới em Hưng. Đây sát với chợ Phạm Văn Bạch luôn. Căn nhà rất đẹp, rất sang nha anh chị, đất công nhận đủ, không lộ giới. Anh chị nào thích cái mẫu nhà này hãy alo ngay về tem Hưng nha. Mẫu nhà trang trí phải nói rất đẹp, rất đẳng cấp luôn. Cầu thang thì đúc rộng tầm 90, làm đá kim sa trắng, chạy đèn led. Và di chuyển đến đây sẽ đến phòng ngủ số 2, số 3 và khu vực toilet số 2 nha.
toàn bộ được ốp sàn gạch Ấn Độ. Trên này để ốp gạch 60 gạch Ấn Độ luôn. Ta có giường 1m6, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh mới, capper và quạt treo tường. Bên ngoài thì ban công được đúc tầm 1m rưỡi nhá, có trồng cây xanh ra phía mặt tiền, một bên thì trồng cây ổi và một bên thì trồng cây chanh nha anh chị, chanh tứ quý nhá. Rất là nhiều nội thất, nhà siêu đẹp luôn. Phòng ngủ phía trước này cũng khá là rộng rãi nhá. Phòng số 2. Xe hơi xe tải chúng ta chạy Vivu. Đường này xe hơi xe tải đi Vivu nhá. Nội thất của An Cường rất đẹp, rất sang. Khu vực nhà vệ sinh thì cũng được làm bồn cầu khối. Có lavabo mạ đá và gạch ốp cao lên đụng trần, gương LED. Phía sau sẽ là khu vực phòng ngủ số 3. Khu vực phòng ngủ số 3 của nhà mình thì chúng ta cũng có giường 1m6, tủ quần áo và kệ tivi, máy lạnh mới nha. Đặc biệt thì căn này có cái khoảng sân thượng sau để chúng ta giặt và phơi đồ. Ở khoảng sân thượng sau này thì có giếng trời này, có cầu thang sắt để di chuyển lên trên nóc. Đây thì chủ nhà để rất là nhiều cây cối, cây bonsai rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều cây cối nha anh chị. Và có cái khoảng này chúng ta có thể giặt phơi đồ thoải mái luôn. Đấy, cái khoảng này cũng rộng được tầm, dài được tầm 3 mét. Phòng số 3 này thì rộng nhất nha anh chị. Phòng này rộng nhất, có giường, tủ, máy lạnh, đầy đủ hết luôn. Chúng ta chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Full nội thất 300 triệu đồng, căn nhà dài tới 15 mét. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.